Các bạn thân mến đã quay trở lại. Thưa các bạn, nếu như từ trước tới nay chúng ta chỉ quen thuộc với hình ảnh những loài động vật ăn thịt tấn công con mồi bằng những cú tát chí mạng hay là bằng những cú vồ không lối thoát, thì bên cạnh đó có những loài thực vật ăn thịt tấn công con mồi bằng những cách thức bí hiểm hơn rất nhiều. Vậy đó là những loài thực vật nào mà lại kỳ lạ và đáng sợ đến như vậy? Thì xin mời bạn hãy cùng mình tìm hiểu trong video sau đây nhé! Mười loại cây ăn thịt hung dữ nhất trên thế giới. Đứng ở vị trí số 1 là cây lắp ấm. Cây lắp ấm cũng đã tìm ra cách tiến hóa và thích nghi với tình trạng thiếu chất dinh dưỡng trong môi trường sống bằng việc tìm kiếm các loài côn trùng và cả những cá thể lưỡng cư và động vật nhỏ để dìm chúng chết đuối. Những cọng lá đặc biệt tạo thành hình những miệng chén đón nước mưa đầy bên trong. Sau đó, những chất hóa học được hòa thêm vào nước trở thành một dung dịch tiêu hóa giúp cho loài cây này phân giải con mồi thành chất dinh dưỡng hấp thụ được. Ngoài ra, nếu đã rơi vào bên trong miệng hố này, đừng hòng tìm cách thoát ra ngoài được vì bề ngoài mặt lá vô cùng trơn. Chắc chắn rằng, chỉ một thời gian là con mồi sẽ bị chết đuối, sau đó trở thành bữa ăn bổ dưỡng cho lá cây chén. Hơn nữa, trong quá trình phân hủy, nó có thể là nguồn hấp dẫn thêm nhiều loài khác tò mò đến gần. Và nếu không cẩn thận, sẽ lại tiếp tục trở thành con mồi ngon cho loài cây này. Thứ hai là cây Bladderwort. Ao tù nước đọng từ lâu đã được biết đến là nơi có ít chất dinh dưỡng cũng như hệ sinh thái đa dạng hơn so với những môi trường khác. Để bù đắp cho những yếu tố không thể thay đổi ấy, cây bong bóng săn mồi đã tiến hóa và phát triển cho mình một phương pháp săn bọ nước để có thêm nguồn dinh dưỡng bổ sung. Các lá nhỏ dần trở thành các bong bóng chỉ có một đầu cửa. Nước ban đầu được bơm ra khỏi bên trong bóng để tạo nên sự chênh lệch áp suất với nhiều sợi lông cảm nhận bên rìa cửa. Giờ thì nó chỉ việc ngồi chờ mà thôi. Ngay khi có con bọ nước nào vô tình đến gần hoặc chạm vào hệ thống lông cảm nhạy bén gần cửa thì ngay lập tức bong bóng sẽ mở ra và hút trọn con vật vào bên trong. Chỉ trong vòng chưa đầy 1 ms, toàn bộ bong bóng chứa đầy nước ngập. Từ đó, những enzyme tiêu hóa được tiết ra, phân giải cơ thể sinh vật xui xẻo bị hút vào. Một khi xong bữa ăn của mình, chiếc bẫy lại được reset và đón chờ con mồi tiếp theo. Thứ ba là cây Androvanda vesiculosa, cây bánh xe nước. Androvanda vesiculosa còn được gọi là cây bánh xe nước. Đây là loài cây ăn thịt đáng sợ với tốc độ cực mạnh. Khi con mồi rơi vào trong chiếc bẫy sẽ đóng lại cực kỳ nhanh, chỉ khoảng 10 phần nghìn giây. Cạm bẫy cảm biến, cây bắp mồi Diana muscipula. Cây lá gai săn mồi được mệnh danh là một trong những tên tuổi đáng lể nhất trong giới cây ăn thịt. Giờ đây, chúng được con người sử dụng như những món quà đặc biệt để tặng nhau, gây sự chú ý trong một dịp gì đó. Vì vậy, có thể coi đây là loài cây cần được bảo tồn, vì nó chỉ mọc ở vùng đầm lầy Bắc và Nam Carolina. Đặc điểm ở vùng đất này là rất ít chất dinh dưỡng có trong đất, vì vậy chúng phải tìm ra cách khác để tồn tại, từ đó phát triển nên cơ chế săn mồi, nhất là côn trùng và nhện. Phía rìa ngoài của lá mọc ra những răng nhọn hoắt, kết hợp với màng lông tơ nhạy cảm bao phủ bề mặt bên trong. Mỗi khi có một con côn trùng bò vào bẫy, đó là yếu tố khiến cho cửa bẫy sập xuống và nhốt nó không đường lui thoát. Cơ chế của loài cây này đã được các nhà khoa học chỉ ra rằng, nếu hai sợi lông khác nhau cảm nhận thấy chuyển động trong vòng 20 giây, bẫy sẽ được kích hoạt. Càng dãy giụa, bẫy càng khép mạnh hơn. Sau khi tiêu hóa xong, con mồi chỉ còn là một cái xác khô. 5. Lông dính bắt mồi, cây gọng vó Drosera. Cây gọng vó có một cách khác nhàn hạ hơn để kiếm mồi cho riêng mình. Chúng có tuyến nhảy trang bị dọc theo bề mặt lá của mình. Dưới dạng các thân cuống thẳng, có bong bóng ở đầu. Khả năng dính rất cao, đồng thời đi kèm với các đường ngọt để dụ dỗ các loài côn trùng dễ dãi khác. Xem tư liệu dưới đây, ai cũng có thể đoán được nếu cố tình vùng vẫy thoát ra khỏi vòng vây, con mồi sẽ bị dính chặt hơn vào các thân dính bên cạnh. Pinguicula, đây là một chi thực vật ăn thịt sử dụng tuyến lá dính để thu hút, bẫy và tiêu hóa côn trùng để bổ sung dinh dưỡng nghèo nàn. Chúng có được từ môi trường. Nhìn thì có vẻ chẳng mấy nguy hiểm, nhưng tỷ lệ săn mồi thành công của loài thực vật này cao đến kinh ngạc. Bẫy tôm hùm mang tên Gennetia. Thành thực mà nói,
Loài thực vật mới tên gọi Galicia này không có rễ. Nếu đào chúng lên, bạn sẽ thấy những sợi dây rủ xuống bên dưới và tưởng là rễ, nhưng không phải, đó là những dây bẫy được cấu tạo từ những sợi lá cây đặc biệt. Để tóm được những con mồi phục vụ nhu cầu dinh dưỡng, những chiếc bẫy này hoạt động như một chiếc giỏ bắt tôm hùm thực thụ, chỉ có vào mà không có ra, một kết cấu hình chữ Y với cửa vào chỉ rộng 400 micromet, bao phủ xung quanh bởi các lông siêu nhỏ hướng vào phía trong. Do đó, mọi động thái của con mồi mỗi khi lỡ lọt vào bên trong thì sẽ chỉ đâm đầu vào chỗ chết mà thôi. Ngôi sao chết chóc, cây cỏ bơ Butterwood. Cây ăn thịt cánh sao cũng có mức độ tàn nhẫn tương tự nói chung, nhưng lại khá lười biếng. Với cây gọng vó bên trên, cây cánh sao không chủ động tiếp đến và tiếp cận nhanh con mồi, mà chỉ nhẹ nhàng chờ đợi con mồi sập bẫy. Những phiến lá mỏng của chúng tiết ra một chất nhảy dính, có ngoại hình giống nước hoặc mật hoa. Vì vậy, nếu không may nhầm lẫn rồi rơi vào mặt chiếc lá chết chóc đó, càng cố thoát sẽ càng khiến lá quằn lại và cuối cùng bao phủ toàn bộ cơ thể con vật trong chất nhảy tiêu hóa. Bề mặt lá cũng chính là cơ quan hấp thụ chất dinh dưỡng từ con mồi sau khi tiêu hóa xong. Đồng thời, sau mỗi lần dùng, cây sẽ thay chiếc lá đó bằng một chiếc lá mới để tối ưu hóa năng suất săn mồi. 9. Cây hoa tầm ma. Không phải mọi loại cây đều chăm chú đến việc giết chết con mồi ngay lập tức. Một số loại cây có bản năng gây ra cảm giác đau đớn để đuổi những động vật ăn cỏ khác đi nhằm bảo đảm sự tồn tại cho mình. Thông thường, nó không gây ra nguy hại cho tính mạng của động vật. Nhưng chúng cũng không dại và tiếp tục động vào loài cây này nữa. Tuy nhiên, có một loài thực vật lại nguy hiểm đến nỗi sinh sản ra chất có khả năng khiến con người đi đến cái chết. Đó chính là cây hoa tầm ma, sống tại Australia và Indonesia. Có lá hình trái tim chứa đầy độc tố. Chỉ cần quẹt nhẹ lên da thôi cũng cảm thấy đau rát, ảnh hưởng đến chức năng thần kinh của con người. Chó và ngựa nếu ảnh hưởng có thể chết và con người thì hóa điên dại. Một người thám hiểm khi vô tình dùng lá cây này làm giấy lau đã tự sát bằng súng. Nếu may mắn còn sống, nỗi đau này có thể kéo dài đến hàng năm trời và không có thuốc nào đặc trị hoàn toàn hậu quả của nó gây ra. 10. Đánh lừa tâm trí. Cây lá chén Dalingtonila, Californina. Cây lá chén Californina không thích tuân theo những quy luật thông thường của loài thực vật săn mồi, mà lại muốn sử dụng những cách chơi đùa và đánh lừa chúng tự chui đầu vào tử thần. Cụ thể, thay vì lấy đầy nước mưa như người anh em của mình kể trên, loài cây này tự động bơm nước vào, cũng bởi vì nó có một đường dẫn nối thẳng vào đó. Điều này khiến cho những con mồi ngây thơ nếu vô tình bò vào sẽ bất ngờ bị đóng cửa ra và sau đó nước tràn đến nhấn chìm, tiêu hóa dần chúng. Không chỉ đơn thuần che giấu cửa ra, loài cây này còn nham hiểm hơn, có những vùng lá trong suốt làm cửa ra giả, khiến cho con mồi chỉ tập trung loay hoay, không hiểu tại sao không đi qua được màng đó, mà không để ý đến lối thoát thực sự ở nơi khác. Cây ăn thịt tái xuất ở Việt Nam sau 100 năm. Các nhà khoa học đã tìm thấy cây lắp ấm Thoren ở vườn quốc gia Lò Gò, Sa Mát, tỉnh Tây Ninh sau hơn một thế kỷ vắng bóng. Cây lắp ấm Thoren được phát hiện trong chuyến khảo sát giữa Viện Sinh học Nhiệt đới và các nhà nghiên cứu đến từ nước Pháp và Anh. Loài cây lắp ấm Thoren được các nhà thực vật học người Pháp Colinvet Thoren phát hiện lần đầu tiên ở xã Thị Tĩnh, huyện Nò Thiêu, tỉnh Bình Dương, khoảng năm 1861 đến năm 1869. Sau đó, nhà thực vật học Paul Henry Locombe mô tả năm 1909. Paul Henry đã lấy tên Thoren để đặt tên cho loài cây. Kể từ khi Thoren thu được mẫu vật của loài cây này, cho đến khi nhóm khoa học tìm thấy ở vườn quốc gia Lò Gò, Sa Mát, thì vẫn chưa có một ghi nhận nào về cây lắp ấm Thoren còn tồn tại ngoài tự nhiên. Theo tiến sĩ Lưu Hồng Trường, thành viên của nhóm nghiên cứu, ông chia sẻ rằng người quan sát rất dễ lầm nhẫn lắp cây Thoren với các loài lắp ấm được ghi nhận ở các nước khác đang được làm cây cảnh. Ông Trường cũng cho hay, loài lắp ấm Thoren có bộ phận ấm hay bình được tạo ra từ lá, gần có dạng bầu tròn, so với các loài cây tương tự ở nước ta, khá phổ biến trong tự nhiên và được trồng rộng rãi, thì bình chứa của lắp ấm Thoren tròn hơn rất nhiều. Ở các loài tương tự, dạng ấm tròn đôi khi xuất hiện với một vài cá thể riêng biệt, nhưng đặc tính này rất ổn định ở loài lắp ấm Thoren. Ông Trường lo ngại về hiện trạng tuyệt chủng của Thoren khi số lượng chỉ còn chưa đến 100 cá thể.
Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế UNESCO xếp loại lắp bấm Thorane ở tình trạng cực kỳ nguy cấp. Việc phát hiện loài cây sau hơn 100 năm đã khẳng định giá trị độc đáo của thiên nhiên Việt Nam. Vì vậy, cần có những biện pháp bảo tồn và kế hoạch phục hồi loài lắp bấm Thorane, bảo tồn nguồn gen quý hiếm của nước ta. Đặc biệt bên cạnh đó, loài lắp bấm Thorane còn có hoạt tính chống sốt rét, rất có ý nghĩa khi được ứng dụng vào đời sống. Và là những loài thực vật vô cùng kỳ lạ đúng không thưa các bạn? Và cảm thấy ấn tượng với loài thực vật nào nhất ở trên? Thì hãy để lại bình luận của mình bên dưới phần video nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau!